tao nói tao đăng clip thì nên có nhiều đứa vô chửi tao lắm mà tao không nói không được. Nè tụi bây giờ nó nhắm nè, nó nhắm nè, có thấy nóng không? Bực không? Tao nói mùa sau á, cấm sáu tướng tao mừng gì lắm tụi bay thiệt á, cỡ nào cỡ tao cũng cấm cái ESU hết trơn á. Đừng có đứa nào vô đây mà nói mày lên trên cao thủ mấy trăm sao mấy ngày sau mày gặp ESU đi thì hơi mệt. Thôi má, không có mệt má, con mệt hơn nè má. Ôi ôi nó đứng nó nhắm mà tao mệt luôn á tụi bay. Người ta giết hết mạng rồi má còn đứng má nhắm. Má nhắm dễ sợ luôn, má nhắm hoài luôn. Tao nói vừa vô là kêu đừng chọn ESU rồi mà vẫn chọn, không biết lỗ tai hay nắm mèo nữa. Nói không nghe lì thấy sợ luôn á trời.